Xin kính chào toàn thể quý vị cùng các bạn ha. Thì hôm nay là ngày trước lễ 18 tháng 5 một ngày, nay là 17. Thì khách hành hương đã đến An Hòa Tự rất là đông rồi. Thì có đoàn người ở sau lưng mình đây. Thì hành hương đến ngôi chùa An Hòa Tự nơi 84 năm trước Đức Thầy Đức Huỳnh Giáo Chủ đó khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì mình cập nhật cái vị trí mà chỗ mà ông Đức Thầy ổng khai sáng ha. Đây, đoàn người trước sau này hướng về tổ đình đây. Hướng về tổ đình chỗ căn nhà của Đức Ông, Đức Bà và Đức Thiên Hội, Đức Quỳnh Giáo Chủ rồi Đức Thấm đó, để mà hành đạo đó. Còn này hướng về Thánh Thành ăn dù. Bây giờ dọc người đây hành hương chủ yếu là hai địa điểm giống như tập trước mình nói đó, thì An Hòa Tự về tổ đình và tổ đình về An Hòa Tự. Rồi, đây là cái quang cảnh chung quanh của chùa An Hòa Tự tại làng Hòa Hảo và trực thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân đó. Thì nơi đây 84 năm trước Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì nơi đây là ngôi chùa, thì nó có một cái địa điểm gọi là Đức Thầy khai sáng đó. Thì đây chỗ Đức Thầy đứng đây và tuyên bố khai sáng đạo đây. Đây là cái điểm mà Đức Thầy đứng đã hồi 84 năm trước. Thì tập trước mình có quay đó, thì tập này mình nhắc lại cho các bạn xem. Bên trong cái chùa An Hòa Tự thì mình được quay lia qua một vòng cho các bạn xem ha. Rồi mình đi đến địa điểm những cái chiếc xe hoa phía sau các bạn, trang trí để phục vụ ngày mai đó, mai sẽ du hành lễ đó. Đây là xe hoa quá thăng hình con rồng để phun nước cầu cho mưa thuận gió hòa, và những cái xe ở phía sau nữa như theo những nhân vật là lịch sử của Việt Nam đấy. Thì mình cập nhật rồi cho các bạn cùng xem để mà mình thấy cái phong cảnh của cái lễ trước cái lễ hội một ngày nó như thế nào. Rồi mình lần lượt quay cho các bạn xem ha. Rồi mời các bạn chiêm ngưỡng à. Xe hoa được trang trí tối nay để xuất phát để cổ vũ tinh thần của ngày lễ thêm đặc sắc. Giờ trang trí đã xong rồi các bạn. Đậu hàng đoàn dài từ phía sau này. Giờ tú tổng làm sao luôn, phục vụ làm sao. Thông báo đến hôm nay dịch khác ở Bình Quân Diễn Đông.
giờ đang ở đâu trở về? Ba chị từ Mỹ gặp lại xin chào đạo của Đức Tôn Sư đem lại các phước lệ cho toàn thể chúng sanh. Thông báo đó. Đây là cái sân khấu tái dựng lại Phật Thích Ca, gọi là Thái tử Thích Đạt Đa đó, khi vào đời đã đến thành đạo đó. Thì mình quay sơ bộ các bạn cùng xem vui ha. Rồi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.